Nhà thờ Cam Ly Đà Lạt, tọa lạc trên đường số 1 Nguyễn Khuyến, phường 5 Đà Lạt. Nhà thờ Cam Ly Đà Lạt là một trong 100 công trình kiến trúc Công giáo được người Pháp xây dựng ở Đà Lạt từ năm 1920 đến năm 1960. Nhà thờ Cam Ly được dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì thế, nó mang một sắc thái khác hẳn với các giáo đường khác. Cảm ơn các bạn đã đến với nhà thờ dân tộc Cam Ly. Đây là một trong những nhà thờ có nét kiến trúc thể hiện nét văn hóa độc đáo của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Và chúng ta hãy cùng đi tham quan nhà thờ này. Nhà thờ có kiến trúc độc đáo, cách điệu từ mái nhà rông của đồng bào Tây Nguyên, kết hợp hài hòa với kiến trúc miền Nam nước Pháp và được thể hiện theo tinh thần trường phái kiến trúc thơ mộc. Mái nhà cao 17m, sừng sững được kết hợp từ 80.000 viên ngói lá, trong có trọng lượng 90 tấn. Nhìn xa, giống như lưỡi búa khổng lồ nằm vắt ngang trời, gợi lên hình ảnh dụng cụ lao động, vũ khí thô sơ gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trước cửa chính nhà thờ là hai hình tượng hổ và phượng hoàng, tượng trưng cho sức mạnh và sự tinh khôn trí tuệ. Các nhà tác tạo cũng nhằm ví von các cư dân đồng bào thượng có bản tính hoang dã như chúa Sơn Long, nhưng đã trở nên thanh diệu như chim phượng hoàng, trở thành các tín đồ Công giáo. Kết cấu chịu lực chính là khung cột bê tông cốt thép để trần không tô, tường lắp đá xây kiểu dày 40cm, cao 2m, bên trên là hàn chính màu, cột cao 3m, kích thước 20x50cm, được liên kết chặt chẽ với kết cấu đỡ mái, hệ dàn kèo gỗ thép vượt khẩu độ 12m trông rất ấn tượng. Bước qua cửa chính, đắm mình trong không gian tôn nghiêm để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong nhà thờ. Mặt bằng nhà thờ hình chữ nhật đơn giản, có diện tích 324m². Không gian được dội sáng bởi ánh sáng huyền ảo từ các ô cửa kính màu hình vuông, hình tam giác, tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Trên cung thánh có một bàn thờ được làm từ gốc cây cổ thụ. Dưới cây thánh giá, trên tường đá có gắn 3 chiếc sừng trâu, tượng trưng cho vật lễ tế thần linh của đồng bào. Đầu hồi phía trên cao là lỗ thông gió cũng mang hình ảnh các văn hóa dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhà thờ Cam Ly vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của nó như buổi đầu mới xây dựng, là nhờ các sơ dòng bến thánh giá khiết tâm cai quản và giữ gìn. Đến nay, bạn không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ, mà vẻ đẹp toát lên từ tấm lòng của các sơ đã dày công chăm sóc, nuôi dạy bao thế hệ trẻ em dân tộc, cũng làm bạn ấm lòng trong một chiều Đà Lạt.